Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Xe Tải. Thì hôm nay tôi đã có một cái phiên bản Terra 350. Tôi đã có một cái phiên bản Terra 350 sắp ra mắt của tập đoàn Daihan Moto. Và đây là chiếc xe mới nhất của tập đoàn Terraco. Thậm chí nó còn chưa có hồ sơ giấy tờ. Đây mới chỉ là phiên bản chúng tôi đóng lên và chúng tôi quay review cho các bạn. Thì đây là một trong những chiếc xe tải với phân khúc 3 tấn rưỡi mà nó có thùng dài lên đến là 5 mét. Đây, tập đoàn Daihan Moto đã sản xuất ra chiếc xe tải Terra 345 SL. Thì nó có kích thước thùng là 6,2 mét. Thì nó là một trong những cái phiên bản thùng mà nó là cái phiên bản thùng chuyên dụng để dành cho những người mà chở tải nhẹ, nhưng mà nó có kích thước hàng rất là dài. Còn ngay đây chính là phiên bản Terra 350, nó có kích thước thùng là 5 mét. Nó phù hợp hơn rất nhiều so với chiếc xe Terra 345 SL. Và ngay bây giờ chúng ta hãy xem là chi tiết về chiếc xe này nó như thế nào. Về thương hiệu của tập đoàn Daihan Moto thì các bạn cũng đã biết rồi, đã sản xuất ra cực kỳ nhiều những chiếc xe chất lượng. Thì chiếc xe Terra 350 này nó cũng sẽ là một chiếc xe chất lượng. Về phần gương của xe thì chiếc xe này là một chiếc xe tải với kích thước thùng lên đến 5 mét, nên đương nhiên là chiếc xe này phải trang bị một cặp gương cực kỳ đồ sộ rồi. Chiếc xe này là chiếc xe dành để chạy đường trường, nên là nó phải có một cặp gương lớn như thế này thì chúng ta mới có thể nhìn hết được đến phần đuôi của thùng xe. Chiếc xe cũng đã được trang bị đó là một chiếc gương cầu lồi để chúng ta có thể nhìn được hết cái phần mặt ở đầu xe rồi. Về phần cabin lái thì chiếc xe Terra 350 này nó cũng không có khác gì nhiều so với chiếc xe Terra 345 SL. Nó khác những cái điểm gì thì ở những cái video sau tôi sẽ so sánh cho các bạn giữa hai chiếc xe Terra 350 và chiếc xe Terra 345 SL. Xe cũng đã được trang bị đó là đèn halogen và đèn xi nhan ở đấy. Đèn halogen thì cũng đã là một trang bị đèn khá là hiện đại so với chiếc xe tải rồi. Thường những chiếc xe con thì đã được trang bị đó là đèn bì xenon ông. Những xe tải lớn thì vẫn trang bị đó là đèn halogen. Về mặt ga lăng của xe vẫn được trang bị đó là mặt ga lăng với mạ chrome và có logo hình chữ D biểu tượng cho tập đoàn Daihan Moto. Tiếp đến chúng ta phần chú trọng nhất của chiếc xe đó chính là phần động cơ, trái tim của chiếc xe. Thì chiếc xe Terra 350 này nó cũng giống như chiếc xe Terra 345 SL, nó được sử dụng đó là động cơ Isuzu J4. Thì chiếc động cơ Isuzu J4 này nó đã được trang bị trên rất là nhiều chiếc xe rồi. Chiếc xe của Jack cũng sử dụng động cơ Isuzu này. Chiếc xe của IZ65 cũng sử dụng động cơ Isuzu này. Và Terra thì cái động cơ Isuzu này nó sản sinh ra công suất vừa đủ là 110 PS. Với cái công nghệ mới thì chiếc động cơ Isuzu này nó được giảm tiêu hao nhiên liệu rất là tốt. Vì động cơ Isuzu J4 là một động cơ tốt, giảm tiêu hao nhiên liệu tốt và bền bỉ, nên đã được rất nhiều nhà máy lựa chọn để đặt lên chiếc xe của mình. Ví dụ như chiếc xe Jack, chiếc xe Terra 345 SL và chiếc xe IZ65 của Đỗ Thành đều sử dụng chiếc động cơ Isuzu J4 này. Nó là một động cơ tốt, đã được khẳng định trên thị trường, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Thì đây là phiên bản phổ biến hơn, chắc chắn là như vậy, của chiếc xe Terra 345 SL. So về kích thước lốp cũng như là những cái thông số thì chiếc xe Terra 350 này nó giống hệt như chiếc xe Terra 345 SL mà chúng tôi cũng đã bán ra rất nhiều chiếc xe đấy rồi. Chiếc xe này sẽ là một đầu tàu mới tạo nên thương hiệu của Terraco, sẽ chắc chắn trên thị trường Việt Nam hơn rất là nhiều. Về lốp của xe thì xe được trang bị với kích thước lốp đó là 700R16. Nó cũng là một kích thước lốp trung bình rồi. Chiếc xe Hyundai cũng sử dụng chiếc lốp 700R16 này. Như các bạn đều biết thì những chiếc xe của Hyundai, Hyundai Thaco hay Hyundai Đồng Vàng, thì những chiếc xe HD72 phân khúc tải 3 tấn rưỡi nó đều được trang bị đó là thùng 4m9. Và chiếc xe này chính xác của nó là thùng dài 4m9. Hiện tại thì chiếc xe Hyundai Mighty 75F nó cũng được trang bị đó là thùng 4m9 như thế này. Hiện tại ở công ty Autotedo của chúng tôi có những cái dòng sản phẩm phân khúc tải 3 tấn rưỡi nhưng mà nó thùng nó chỉ có 4m2, 4m3 thôi. Thì đây là một chiếc xe Terra 350 với thùng dài 5m, thì nó sẽ là một cái điểm nhấn cực kỳ mạnh của dòng Terraco cũng như là những cái sản phẩm đang có trên thị trường. Nó sẽ cạnh tranh giá cực kỳ quyết liệt. Về phần thùng xe thì như các bạn có thể thấy đó là thùng xe đã được làm rất là cẩn thận và đẹp. Phần sàn nó là sàn inox
như các bạn có thể thấy phần sàn bằng inox và một lớp ốp inox ốp ngoài khung của chiếc thùng. Nhìn cái thùng xe này tôi liên tưởng đến chiếc HD700 của Đồng Vàng đời 2016-2017, thùng làm bằng inox, được nhà máy Đồng Vàng đóng bằng inox rất là đẹp. Tiếp đến chúng ta hãy xem phần khung cầm sát xi của chiếc xe Terra 350 này. Về phần khung cầm sát xi của chiếc xe Terra 350 này thì nó cũng giống y hệt chiếc xe Terra 345L. Nó cũng được trang bị đó là sắt xi hai lớp như các bạn thấy. Tất nhiên là thùng của chiếc xe Terra 345L nó lên đến là 6m2, chắc chắn là nó sẽ nhiều rầm hơn chiếc Terra 350 này rồi. Về phần sàn thùng thì vẫn là sàn thép dày hơn 2 ly, chính xác là 2,5 ly. Chất lượng sắt xi và chất lượng thùng của tập đoàn Daihan Moto thì đã cực kỳ uy tín rồi, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Về phần cầu số của xe thì vẫn được trang bị đó là cầu số đúc nguyên khối. Đó, như bạn thấy cầu số nó rất ít ốc. Về phần hệ thống treo của xe, tôi thấy một điểm cực kỳ tuyệt vời đó là chiếc xe này đã được trang bị đó là hai tầng lá nhíp. Khi mà xe được sử dụng hai tầng lá nhíp này, nó sẽ cực kỳ chắc chắn và khi chúng ta chở hàng nó sẽ rất là êm ái. Ok, như các bạn thấy đây chính là nội thất của chiếc xe Terra 350. Nó khác biệt gì so với chiếc xe Terra 345L thì ngay lập tức đập vào mắt tôi đó chính là cái màn hình này. Chiếc xe Terra 345L chưa có cái màn hình này. Đây, bây giờ tôi sẽ nổ máy lên cho các bạn thấy. Màn hình này đã được kết hợp Wi-Fi cũng như là Bluetooth, giúp các bạn giải trí nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Các bạn không cần thiết phải đi lắp thêm đồ, phải độ thêm đồ màn hình cho chiếc xe này nữa, bởi vì chiếc xe này đã có ở đây rồi. Xe vẫn đắc trang bị đó là hộp số 5 cấp như các bạn thấy. Còn về mặt đồng hồ tablo thì nó vẫn giống như chiếc xe Terra 345L. Nó là một chiếc xe tải lớn nên là mặt đồng hồ tablo của nó cũng biểu hiện rất là nhiều thông số rồi, gồm đồng hồ cơ, đồng hồ biểu thị công tơ mét và số order. Về phần ghế của xe thì chiếc xe này là một thiết kế cơ bản nhất của xe và nó được trang bị đó là ghế nỉ. Thêm những họa tiết ở đây như các bạn thấy, những họa tiết rất là đẹp. Đây chính là chiếc xe nguyên bản và ghế đây là ghế nguyên bản của chiếc xe Terra 350 này. Xe cũng được trang bị rất nhiều hốc để đồ, các bạn hoàn toàn có thể để đồ ở trên này. Đây, hốc để đồ, các bạn hoàn toàn có thể để tài liệu ở đây. Với một chiếc xe tải 3,5 tấn như thế này là quá tuyệt vời rồi. Nó hiện đại hơn rất nhiều so với những chiếc xe hiện tại bây giờ. Và đó là tất cả về chiếc xe Terra 350 sắp ra mắt này. Hiện tại hồ sơ của chiếc xe này sẽ phải khoảng 2 tháng nữa mới có, nên các bạn đặt hàng bây giờ thì cũng chưa có xe đâu ạ. Nhưng đó là một cái điểm để, đó là một chiếc xe để các bạn tham khảo về dòng xe 3,5 tấn. Hiện tại hồ sơ của chiếc xe này khoảng 2 tháng nữa mới có, nên hiện tại các bạn đặt hàng từ bây giờ là một lựa chọn rất là hợp lý. Các bạn đặt hàng và sau 2 tháng nữa có hồ sơ và đã sẵn xe thì chúng tôi có thể giao ngay cho các bạn. Các bạn có nhu cầu cũng như là muốn được tư vấn, hãy liên hệ với tôi. Hotline tôi để ở bên dưới góc màn hình. Và đừng quên like, share cũng như là đăng ký kênh để chúng tôi có động lực để ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.